Thì Kiệt sẽ ngồi kể chuyện. Cái đó là 513 câu thơ. Thì giờ Kiệt kể chuyện. Thì mỗi ngày Kiệt nhớ tới cái gì ấy, Kiệt kể tới đó. Mỗi clip nó sẽ có rất là nhiều tập. Từ lúc Kiệt mới sanh ra, rồi cho tới ngày hôm nay và sau này nữa. Những chuyện mà có thể là Kiệt đã, người đời chưa từng trải nghiệm qua, nhưng mà Kiệt đã trải nghiệm qua, đó là lời thật việc thật. Từ chuyện thế gian cho tới chuyện vô hình siêu nhiên. Thì coi như cái này là Kiệt sẽ kể chuyện giống như là chuyện phong thần vậy đó. Thì nhưng mà phong thần thiệt chứ không phải là phong thần giả tưởng nha quý vị. Thì 513 câu thì giống như nè, cái video á. Đây là lời thật, truyền thật, viết ra từ điển của Thái Tử với 513 câu và đã có tịnh ý ơn trên lộ cơ. Riêng cá nhân Thái Tử không hề tự cao tự mãn. A Di Đà Phật. Điển thi kệ truyện. Đầu xuân Đinh Dậu mở đàn, giáng cơ mở đạo, thiên tâm cứu đời. Đường cơ long hổ cơ trời, từ năm 78 đến giờ lộ ra. 800 năm mới một kỳ, đại hội chư thánh tại đồi Long Sơn. Kính thiên mẹ chiếu cho con, khi con còn tuổi 15 cơ hàn. Bây giờ con đã năm tròn, kính thiên mẹ chiếu dẫn đường con đi. Một đời gian khổ mong gì, con nào có biết con là con thiên. Đầu tiên vừa mới ra đời, mảnh vải không có máy. Như là Phật. Đó là cái clip số 1. Nếu có quý vị nào theo dõi Kiệt từ những ngày đầu thì mà chưa coi thì cũng anh hiểu đó là tiểu sử những lời thật. Thì đầu tiên mới ra đời thì Kiệt kể lại sơ về cuộc đời gia đình của Kiệt thì nó chi tiết hơn. Cái này cũng giống như việc làm cái lịch sử cho cá nhân luôn vậy đó. Hồi xưa gốc gác từ ông đời ông nội, theo nghe ba má kể thì quê quán Kiệt ở dưới kinh làng thứ 7 dùng mà ở tỉnh Kiên Giang, ở thứ 5 hay là thứ 7 kinh làng cái chỗ đó. Thì ông nội hồi xưa cũng giàu, cũng có tiền nhớ, nghe kể là có xe hơi rồi chạy mấy xe ăn rùa rồi hồi xưa đó, mấy ông già đó thì ăn chơi quá thì đi lên Sài Gòn rồi chơi trên đó. Thì chắc một thời gian cái này kể ngắn thôi, cũng có nhiều vợ rồi, đến lúc mà gần chết á mới trở về quê trở lại thì chết. Nhưng mà ông nội không có nói những cái người vợ mà trong lúc khoảng mười mấy năm đi Sài Gòn, đi các tỉnh đó, ở ngoài đó không có cho liên hệ. Thì khi về chết thì đến lúc mà bà nội, tức là bà nội Kiệt á, của Sóc Phạm á, thì cũng không biết luôn. Cho nên ở ngoài đó đó, theo việc đó đó, ít nhất những người mang dòng họ Ngô á, mà ít nhiều á, nếu mà có ít nhất cũng phải 10 người con đến ngày hôm nay sanh ra cũng một đống. Nhưng mà đến lúc ông nội ông không có muốn liên hệ tất cả những người vợ mà ông bỏ ra, vợ lớn đi chơi đó, thì ông trở về là ông chỉ chết thôi, còn ngoài kia là mất sự liên hệ hết. Cho nên bây giờ những anh em bà con thân nhân của Kiệt chắc cũng là nhiều lắm, nhưng mà tự vì không có biết nhận ra thôi. Đó là nó sơ về vậy. Thì đời ông nội khi mà ăn chơi quá, thiếu nợ quá, nghe ba người kể nha, là cái thời đó đó
Lại nhà có gì vô đánh trống đùng 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 ba cái là tất cả những người mà chủ nợ là vô dọn nhà. Cái đó là kiểu bankruptcy, kiểu phá sản thời nay, là hồi xưa là vậy. Hễ mà đánh trống ba cái là mắc ai mắc nợ gì là vô sạch. Tại này kể để cho những cái người thời xưa người ta nhớ lại hồi đó cuộc sống là vậy. Chứ đâu có nhà băng, cũng đâu có chém giết gì như thời nay đâu. Giỏi lắm là vô dọn sạch cái nhà thôi, chỉ còn bốn bức tường là xong. Đó thì nhà hồi xưa bị vậy. Thì ba Kiệt thời đó là khổ lắm, thường phải nuôi bà nội. Có cái chiếc tầm bản đó thì buôn bán cái gì dưới sông đó. Thì đó là Kiệt nhớ lại thời đó là thời của ông nội Kiệt. Đến qua thời ba Kiệt là năm Kiệt chỉ nói tắt thôi là rất là khổ. Thời đó đó năm 1000 chỉ nói Kiệt sanh năm 1965 nha quý vị. Nhưng mà khi qua trại tị nạn Thái Lan á, là lúc đó ai cũng phải sụt tuổi xuống để mà được đi học và được chừng heo trong những lúc mà mình ở trong trại tị nạn á, mấy năm mình đâu có biết để sụt xuống. Thì thường mỗi có người sụt 4 tuổi, 5 tuổi, thì Kiệt sụt xuống 2 tuổi. Cái ngày sinh của Kiệt là hoàn toàn Kiệt không biết luôn. Chỉ Kiệt lấy cái ngày sinh trong cái giấy chứng minh nhân dân bây giờ là ID á, là cái ngày nhập trại tị nạn, cho nên không ai biết ngày nào là ngày sinh của Kiệt. Thì năm 1965, thời đó là thời gì quý vị biết rồi đó. Thời chiến tranh Việt Nam năm 1945 và năm 1975, từ Bắc chí Nam, từ Hà Nội cho tới vùng đồng bằng sông Cửu Long ở Cà Mau, nơi nào cũng có súng đạn khói lửa hết. Nhà nào á, Kiệt nhớ là nhà nào cũng có cái lu, đào cái lu bự như là bỏ xuống. Hãy mà đang ngồi ăn cơm vậy mà nghe mà máy bay đầm già hay cắn ghéo á, nó bay trên đầu là tất cả nhảy xuống cái lô hết. Thì dùng thứ năm thứ bảy kinh làng là vậy. Thì cái thời đó bom đạn B-52 thì nó bỏ ngoài Hà Nội. Ở miền Nam thì những cái chiếc đầm già hay cán gáo hay là máy bay lúc nào cũng cũng chi lùng bắn. Người dân ở đó sống á, là nghe má Kiệt kể nha, tại ngày đó là Kiệt đang kể bắt đầu từ năm 1965. Nghe má Kiệt nói á, là ban đêm á, là những người Việt Minh sinh hoạt là sinh hoạt như vậy. Đi ra dạy những bài của Bác Hồ, rồi năm mới gặp Bác Hồ, râu bắc dài, tóc trắng bạc phơ đầu. Đó là má Kiệt. Cho nên những cái sau khi năm 1975 má Kiệt thuộc lòng hết mấy cái bài đó. Thì Kiệt mới ngạc nhiên để sao má thuộc lòng. Thì hồi nhỏ là ban đêm thì là sinh hoạt, ở bên kia sinh hoạt. Ban ngày là, xin lỗi, ban ngày là sinh hoạt ở phía bên của Việt Nam Cộng Hòa. Còn ở dưới con sông á, con sông từ Sổ Rô chạy xuống thứ nhất, thứ hai, thứ ba, rồi thứ tư, năm, sáu, bảy dài xuống tới thứ 11. Thì là những con sông đó ban ngày có mấy chiếc tàu gọi là tàu tuần giang có súng. Hễ mà thấy mà vừa khô mà lú lú lên á, với mấy cái bụi mà vừa nước á là bắn, cứ tưởng là đầu người là cái nẻ à, ria vậy đó. Đó thời đó thời sống cũng hơi vui đó. Rồi chiều đợi thì mấy chiếc đó là biến mất, không có dám vô. Thì lúc đó đó mấy chị giao liên này nè đó ra sinh hoạt. Ban đêm thì là gọi là ban đêm thì là Việt Nam thời nay, ban ngày là quốc gia, đó là sống hai bên vậy. Nhiều khi sợ hàng xóm biết mặt cho nên ban đêm sinh hoạt phải bịt mặt, tại vì lúc đó tất cả nam nữ đều phải giống như là một lòng yêu nước. Mà không, thời xưa ta yêu nước lắm, không có giống như thời nay mình yêu tiền với yêu nhảy đầm với karaoke, phải không?
đó rồi, thời xưa thấy con gái không cực khổ đi chân không, rồi mang gạo làm nấu bánh tét cho mấy chú bộ đội đó ăn không, rất là ngoan ngoãn, rất là tốt. Còn thời nay phụ nữ thời nay là gì quý vị biết rồi đó, hey, tôi chạy xe gì, mặc đồ gì, trưng diện gì, rồi làm móng tay gì. Trời ơi, thời xưa là đi để giúp cho ngày hôm nay, giúp cho mấy chú bộ đội. Đó là cuộc sống thời xưa là vậy. Thì đóng hai thuế, má kia kể ban ngày thì mình đóng thuế cho quốc gia, ban đêm thì mình đóng thuế cho gọi là Việt Minh á, tức là Việt Nam bây giờ á. Xưa ta yêu nước lắm, chứ không phải bây giờ mình yêu đô la với yêu đi xuất ngoại du học rồi đi làm ô sinh. Đó là thời nay, thời xưa nó không có giống vậy. Năm 1965, kiệt ở kinh làng thứ 7, tỉnh Kiên Giang, con sông nó chạy dài tới mũi Cà Mau. Thì bác Kiệt là Việt Minh, gia đình Kiệt hồi thời xưa thì ba, thì đối với gì biết ở vùng đó ai cũng phải vậy. Thì một ngày kia máy bay của Mỹ nó bắn thì nhà của Kiệt có 2 căn, nghe má Kiệt kể, bà Kiệt kể nha, bị cháy hết. Thì lúc đó là Kiệt mang trong bụng mẹ là khoảng nghe rồi 9 tháng, chỉ còn có mấy ngày là sanh á, mà bị máy bay bắn cháy. Thì cho nên cả làng mới chạy giặt, cũng cảnh tượng cũng tương tự giống gì nè. Chạy giặt thì Kiệt là con, người con thứ 2, 3, 4, 5, người thứ 5, nhưng mà chết người là Kiệt là người thứ 4. Thì chạy từ ở trên làng thứ 7, chạy vòng, chạy dài ra tới Sổ Rô, rồi tới Tài Niên, rồi tới Đầu Voi của An Hòa, Gạch Sỏi á, là cái bến tàu bây giờ á. Thì ở đó nó có cái trạm cảnh sát ở đó, thì bây giờ cũng là trạm đồn công an biên phòng. Kế bên là có trường tiểu học, gọi là trường tiểu học An Hòa. Rồi kế bên á, thì như có cái y tế nhỏ nhỏ. Thì Kiệt sanh ra ngay chỗ đó trong lúc chạy giặt. Lúc mà đất nước á, là lửa khói mịt mù, thì khi lớn lên ở đó rồi ba má thời đó cũng nghèo, nhưng có một ngày kia có một cái giống như một ông sư không gì vậy, ông tới ông nói chuyện với ba má Kiệt á, gia đình bà sinh ra một quý tử, rồi cái ông bỏ đi. Mà lúc đó má kể thôi, cũng không biết là ông sư đó tên gì nữa ta. Thì nhờ ông bác tức là Ngô Văn Minh, ông là hồi xưa ông làm chứng minh, sau này bác mới ra chiêu hồi, thì làm trưởng ty chiêu hồi. Thì kể bác luôn, trưởng ty chiêu hồi, nhưng mà đang làm trưởng ty chiêu hồi có lính rồi vậy, tự nhiên cái có ngày Phật Bà nằm mơ thấy hoàng âm gì đó, nó lên trên sân thượng đó, tức là tịnh khẩu đúng 3 tháng, không ăn không uống, chỉ là uống nước lã sống thôi, gia đình làm gì viết giấy. Rồi từ đó nó bắt cạo đầu đi tu thôi, đi theo ngài Minh Đăng Quang khắc sĩ. Hôm nay bác thành Phật, thì lâu lâu thì cũng vẫn có nói chuyện được với bác đó, khấn tên thì bác sẽ về nói chuyện. Thì từ một người Dựng Minh sao làm trưởng ty chưa hồi, giàu sang phú quý không muốn, rồi đi theo phái khất sĩ Minh Đăng Quang tu thành Phật. Đó là cuộc đời của gọi là sư đẳng trong khất sĩ, người ta biết là Minh Đăng Ngô Văn Minh, đó là bác ruột của Kiệt. Mà tới ngày hôm nay bác vẫn hiện hữu, Kiệt cần gì ấy, Kiệt nói chuyện với bác được. Lâu lâu Kiệt mời bác qua bên Mỹ lên Thiên Long Sơn rồi chế Kiệt. Cái đó là chuyện tâm linh, nhưng mà mình đang nói thì để sợ quên cái khúc đó. Thì nhờ bác thời trong tại vị, bác làm trưởng ty chưa hồi, rất là được trọng dụng của
phía thời Ngô Đình Diệm hay gì không biết qua này. Thầy bác làm sao á, có ông sư nói nhà ba má Kiệt sanh ra Quý Tử, tức là thời đó sanh ra Kiệt, giữa mái hiên ngoài trường học, thì tự nhiên được thường, được Mỹ nó thường hai căn nhà. Nó bắn sao, nó bắn lộn mà làm giấy tờ, nó thường được hai căn. Tự nhiên khá lên thì ba Kiệt nhớ là mua chiếc xe lam rồi chạy, còn hơn là bây giờ đi gánh mướn bưng thuê, đúng không? Thời đó cũng khổ lắm. Thì trong 513 câu đó, cái này là cái kênh này Kiệt kể chi tiết và nhiều chi tiết hơn về của cái kênh, của cái clip số 1 là 513 câu tiểu sử. Nó có đời, nó có đạo và nó có siêu nhiên nữa, phong thần. Coi đó là những người nào mà hiểu Kiệt thì những lời này là lời thật, việc thật. Kiệt là người chứng minh từ cõi hữu hình và cõi vô hình. Kiệt sẽ chứng minh, Kiệt sẽ kể cho quý vị nghe. Có hết. Muốn xuống thế gian này, tất cả các chư thiên, chư thánh, chư Phật đều phải mang sắc phàm và chịu khổ. Không ai mà hiện thân ra một cái rồi làm để mà độ chúng sanh được. Thì Kiệt đã trải nghiệm qua hết đến ngày hôm nay, hơn nửa đời người. Thì Kiệt ngồi đây, Kiệt kể lại, nhớ đến nào kể cái đó. Nhưng mà sau này thì ai gặp riêng ngoài thì có chi tiết thì kể thêm. Đó thì Kiệt sanh ra giữa cái mái hiên trường. Thì có thể ông sư mà nói với má Kiệt là bà sanh ra Quý Tử đó, thì có thể là một ông tiên hiện xuống cũng không chừng. Nhưng mà Kiệt nhớ hiện bây giờ nè, ở số nhà là 405 đường An Hòa, gần cái chùa Tịnh Sáng Ngọc Tâm đó. Cái nhà đó Kiệt còn nhớ, ba Kiệt vẽ ở trong bức tường mấy con rồng. Thì hồi đó ba ông hay kể, ông nói sao mỗi lần ngủ ông thấy mấy ông rồng cứ bay vòng vòng trong nhà hoài à. Hiện bây giờ ai về phường An Hòa đó, cái nhà đó vẫn còn, trong bức tường vẫn còn vẽ mấy con rồng. Thì ông nằm mơ mơ màng màng, ông cứ thấy rồng bay vòng vòng trong nhà, thì ông vẽ mấy con rồng vậy. Thì Kiệt nhớ trong nhà Kiệt là ai cũng biết á, cái này có đó. Thì Kiệt sanh ra hồi đó là thời đó, năm 1965, nhưng mà trên giấy tờ năm 67. Thì Kiệt lớn lên, nó khác hơn mấy đứa nít bình thường cái, nhiều thứ lắm. Kiệt rất là ở xóm ai cũng thương hết, và không bao giờ gây lộn hay đánh lộn với hàng xóm. Và lúc nào cũng dạy mấy đứa nhỏ hàng xóm á, cách để nắng đất. Nhỏ mấy đứa nhỏ mà nắng đất nó lấy giống như nắng trâu, cái nó lấy cục đất, cái lấy cái cây tăm á, nó ghim vô làm cái chân, làm hai chân rồi nó ghim cái đầu, tức là nó gáp là 4-5 bộ phận thành trâu. Cái đó mày làm gì mày phơi khô nó sẽ nứt, làm gì là lấy nguyên cục đất ra nắng, tức là mình thành một cục. Đó là hồi nhỏ thì Kiệt đã dạy cho mấy đứa nít cách làm đồ chơi. Rồi Kiệt lấy cái hộp lon sữa bò đó, đóng dẹp ra, cái làm cái bánh lái, rồi làm cái mũi, rồi cái lắm cần thông cho con vịt nó quay. Rồi bắt đầu biết làm cái bánh lái chỉnh gì là cái nó chạy giữa xong nó quay đầu lại. Đó, thì những cái đồ chơi nhỏ Kiệt sáng kiến dữ lắm, dạy cho tụi nó. Nhưng mà rất là sạch sẽ chứ Kiệt không có như nít hàng xóm mà lỗ mũi lồng thòng quẹt quẹt, Kiệt không có cái đó. Thì lớn lên như vậy, nhưng mà có những lúc á, Kiệt nhìn thấy trên bầu trời có rồng, có phụng bay, rồi có người đi ở trên đó, rồi họ cũng như này nọ sinh hoạt, cũng nói chuyện rồi đó. Mà Kiệt thấy cái chuyện nói với hàng xóm xung quanh á, với mấy đứa nít á, hey, tụi mày thấy người ta đi không? Mà mấy đứa nó đâu có thấy đâu, mà có Kiệt thấy thời nhỏ xíu 4-5 tuổi, Kiệt nhớ cái thông tin nó, tao thấy sao mày không thấy? Thì có những cái Kiệt khác thường hơn những đứa nít nhỏ thời đó. Đến khi mà Kiệt không có biết sợ ma nha, ở nhà là toàn là ngủ ở ngoài sân, ngoài hiên rồi không à, nhưng mà gần nghĩa địa, gần cây chuối rồi ban đêm nữa, Kiệt không có biết sợ gì hết từ nhỏ tới lớn. Lớn lên như vậy đến khoảng 1973-1974, có một chú Sáu tên là Ngô Hữu Tâm,
Ngô Hảo Tâm ổng còn đang sống chậm, đang sống bệnh, ổng đi lính, đi lính bộ binh, rồi cái hồi đó xưa ổng đi lính, hình như ổng cũng được thiếu quý hay gì, trung quý gì không biết, nhưng mà ổng ăn gian tiền lương của Việt Nam Cộng Hòa, ổng đâu có sanh mình ra đâu, vậy mà ổng lấy cái ổng mượn tên của anh ổng tức là Ba Kiệt, là ổng Ngô Văn Sớt, Kiệt là Ngô Tuấn Kiệt, cái ổng đặt ổng làm trong giấy tờ là con của ổng đặt là Ngô Ngô Tấn Thành, cho nên đi học là Kiệt Tấn Thành, nhưng mà Kiệt đâu phải con ổng, nhưng mà mấy bà chị trong nhà đó cứ hiểu lầm mình là con của ổng, không, tại trong trường học thì người ta coi theo giấy tờ người ta cứ như vậy, cho nên cuối cùng á, cái này mình nói là sự thật, cái này là kênh này Kiệt nói là sự thật, cho nên ở nhà có ghi cũng phải gán sửa lại, hay là tại cái nghiệp của Kiệt bị á, thì Kiệt ấy từ nhỏ Kiệt chưa bao giờ được ăn uống hay là được ăn chung trong gia đình, toàn là ăn đồ dư của gia đình không, là tới vì trong nhà đó mấy bà chị cứ nghĩ là mình là con của ông kia chứ không phải là con của nhà này, thế sao mày không về nhà ba mẹ ăn, cho nên mỗi lần mà Kiệt thấy nhà dọn cơm á là Kiệt cứ lẻn lẻn bỏ đi, có đói bụng thì rủng ra sân vườn, vườn chuối vườn ổi hái ăn thôi, cho nên sống từ nhỏ là đã biết lo cái bụng đói rồi, thì từ nhỏ lúc nào cũng bị đuổi hết chứ, rồi ngủ ngoài hiên, ăn cũng không được ngồi ăn chung nữa, đồ ăn dư thì mới lén vô cắp dư, mà bữa nào mà vô ăn cắp đồ ăn á mà mấy bà thấy là mấy bà ký cái đầu một cái là thấy sao xẹt. Cái người ký được nhiều nhất là bà Ngô Tuyết Mai, hiện giờ đang tu trên núi Thiên Long Sơn nè, bà tu gần năm tháng chục năm mà cũng vẫn không có tiến bộ, tại chắc là nhỏ bà ký việc nhiều quá thôi, mỗi lần ký cái là thấy đom đóm nó bay, tại bà phải giữ cái đồ ăn, tại bà người nấu đồ ăn đó, bà trên núi, nhưng mà bị ung thư máu hồi năm như năm 2007-2008 mà không chết, Kiệt mở chùa cho bà đọc đại bi mà bà sống tới giờ, chứ bác sĩ là lúc đó chạy rồi đó, hiện như bà còn đang sống đó, đó là bà Ngô Tuyết Mai, gọi là cô Đăng á, bây giờ người ta gọi là cô Đăng đó, đó hồi xưa là bà vậy, bà đâu có coi mình là em đâu, lúc nào cũng bỏ đói đuổi đi, nên đời của Kiệt là sống từ nhỏ là vậy. Rồi cho tới năm 1900 Kiệt nhớ tới khúc nào Kiệt kể khúc đó, Kiệt không có soạn trước, năm 1977-78 chính phủ cho mở ra chương trình gọi là đi đăng ký, thì ở nhà Kiệt ba Kiệt là nghề gỗ, ổng nghề gỗ nghề gỗ, mà quên nói về chuyện tại sao mà bị bà chị hiếp, tại vì ba với má Kiệt là lo đi làm ăn tối ngày, đi một lần mấy tháng chưa về, ba Kiệt á là mỗi lần đi lên Lâm Đồng 30 thuộc để mà đi mua gỗ về cho xưởng cưa thì là má Kiệt phải dẫn đoàn xe đi, hồi xưa đoàn xe là đoàn xe Lý Thường Kiệt á, mỗi lần đi xe đông, rồi ba Kiệt thì ở trong rừng lo với lo cưa cây bỏ lên, cưa cây bỏ lên mấy chiếc xe be đó, rồi má Kiệt lại dẫn xe be đi về nhà nhà làm gỗ, thì thời đó Kiệt nhớ là vậy. Đến năm cho nên mấy tháng đâu có người lớn đâu, một mình gọi bà Ngô Tuyết Mai tức là cô Đăng á là nắm sinh sát trong nhà, cho nên bà ghét mình bao nhiêu bây giờ mình thương bà bao nhiêu lo cho bà tới ngày hôm nay bà còn đang sống. Đến năm 77-78 chính phủ Việt Nam cho chương trình đi những người mà họ Tàu á, giống như họ Lý, họ Trần, họ gì ta, trừ họ Nguyễn nghe, là được đi hết, mỗi người 7 cây, có chiếc đi 8 cây đó. Thì thời đó thì ba Kiệt là có kỹ thuật về gỗ, ổng là nghề gỗ thợ mộc,
Thì ông mua chiếc ghe trời, thì nhớ ông mua chiếc ghe mà ghe tâm bản mà chở lúa đó bự á, cái ông xả cái đầu ra, cái ông làm cái mũi lên vậy, cái ông gắn một cái máy ngay giữa, gắn hai cái máy F10 hai bên, rồi cái bỏ mấy cái bè tre bên hông á, thì đi chở người đi. Thì Kiệt nhớ là từ lúc mà có cái phong trào đó đó, thì nhà Kiệt làm ghe, thì Kiệt chưa bao giờ được ngủ trong nhà, được gọi là niệm ấm giường mùng vậy chứ, cứ ngủ trên ghe để giữ cây. Kiệt nhớ chiếc ghe đậu ngay nhà ở ngang nhà Bắc Bảy Loáng, nhà đó, cái nhà Bắc Bảy Rọ đó, cái bến đó đó. Có thằng Tây nó nhậu gù xây cái nó bị chìm chết, mà đêm nào á nước cũng lục ục, nó cũng hiện về, mà mình ngủ sát bên đó mình đâu có biết sợ đâu. Có tay nó nhậu chết thì ngủ giữ ghe, mà ngủ chỉ có cái mền thôi, rồi cứ lên trên mui tàu á, nằm vậy, nằm chụp queo vậy, có cái mền quấn vậy đó. Thì cuộc đời Kiệt sống là như vậy. Thì làm tàu đó cũng rất là vui, tại vì tiếp xúc với thợ mộc đồ nhiều. Tối ngày nhiệm vụ của Kiệt là đi mua đinh, với mua dầu chai bột, với giữ gỗ, đừng ta ăn cắp cây rồi đó. Ban đêm ngủ đi, đừng ta ăn cắp cây. Thì đó là ngủ trên ghe, trên thuyền. Trong cái năm đó khoảng 77-78, khi mà ghe đóng xong, hạ thủy xuống, chiếc ghe chở được 600, gần 700 người. Chiếc tàu đó cần chở gần 700 người. Thì Kiệt nhớ tàu đậu ngay khúc ở Tắc Ghén, cái sông nó cũng lớn. Thì những cái người Hoa ở Chợ Lớn á, họ mới đổ về. Họ đổ về để mà đi xuống tàu, để mà đi. Đi lần một đòn, là người này đóng chiếc, người kia đóng chiếc. Mà khi đi hẹn ngày đi chung ra ngoài, cứ nghĩ là ra ngoài có cái gì để đùm bọc. Nhưng mà thật sự đi đòn 10 chiếc ra ngoài, ngồi ngó tới ngó lui lạc hết. Rồi cái đi qua tới trại Mã Lai, Polo Bi Đông, hay là Sông La, hay là Indo á, là bắt đầu tính ra 10 chiếc chỉ còn có 1-2 chiếc lọt vô đất liền thôi, còn bao nhiêu là làm mồi cho cá mập hết đó. Mà người ta đặt tiêu chuẩn, thí dụ một chiếc là 200 người, kéo đầu ấy, người này nhét người kia nhét, cái mấy ông tỉnh trưởng hay là mấy ông công an đó cứ nhét thêm, thành ra 300-400 người đó, là có chuyện đó. Nhà kia là ba Kiệt đóng chiếc khổng lồ mà chở được gần 700 người. Rồi mấy ông tài công á, là tôi là hải quân của thời Việt Nam Cộng Hòa, tôi biết lái đường biển, tôi biết coi la vàng này nọ, nói hay lắm. Mà mấy ông là dân Sài Gòn, xuống tàu cái là bị ói, là toàn là dân tay ngang lái không, lái là lạc, hỡi tới đâu tới thôi, cái mạng người là coi giống như là thua con ruồi con mũi nữa. Đó là thời đó vậy đó. Thì trở về chuyện của Kiệt, Kiệt đang kể sự thật, chuyện thật, những gì Kiệt thấy mắt thật và nghe thật, và Kiệt cũng là người trong cuộc và những người là trước mắt đó, thì Kiệt kể vậy. Còn mấy chuyện nó cũng có những cái câu chuyện sự thật cũng giống giống nhẹ, nhưng mà Kiệt kể về chuyện Kiệt thôi nha. Tại là 513 câu tiểu sử. Thì Kiệt nhớ ở lúc đó bổn phận của Kiệt đó là lo cho những cái người ở Chợ Lớn, họ đổ về. Ví dụ mình hẹn 10 ngày sau là tàu sẽ rời khỏi bến bắt đầu đi. Thì họ phải lo thẩu tán tài sản, rồi lo gom hết những cái gì mà mang gọn theo được á. Chứ không có chuyện mà mang gì nặng đâu, chỉ có một bộ quần áo với tiền thôi. Chứ ngoài ra cái gì người ta cũng bỏ lại hết. Xe cộ gì cũng coi như là đồ giấy, đồ mã, dục hết, cho ai cứ cho. Khi xuống đông quá, mà cùng một thời gian đâu có chỗ đâu mà ngủ. À, những cái nhà hàng xóm, cái nhà lá, cái nhà chòi á, lúc đó là thành khách sạn 7 sao luôn. Hiện bây giờ, thí dụ như mình nói khách sạn Caravan là thí dụ một đêm là nhiêu, 100 đô nha. Cái nhà chòi thời đó mà ở ruộng á, là một đêm 500 đô. Mấy cái người ở Chợ Lớn cũng trả tiền nữa, là tự vì tiền họ quá nhiều. Mà họ chỉ còn có mấy ngày đi mà họ bước xuống tàu rồi á,
thì Kiệt chúc Kiệt sẽ cởi khúc đó. Cái đồng tiền chỉ là gì, không có giá trị gì hết, họ chỉ mang hộp sòn và vàng mà được đó là quý rồi. Cho nên bất cứ nhà nào mà ngay chỗ có chiếc tàu mà đậu á, để mà họ bước ra, chiếc tàu đậu là nó cũng giống như trong bờ, và bước qua cái đoàn mà dán dài nè, cái đoàn mới dán dài cũng khoảng chừng 30 thước vậy đó, là bên kia là một chú bộ đội, bên đây một chú bộ đội, thì hỡi người nào đi qua là đưa tiền cái là bước lên. Nó chỉ qua cái đoàn miếng dán thôi, chứ không phải qua máy scan hay là không có gì hết. Đâu có ai lội xuống sông được, mà chiếc tàu đậu cách cái bờ khoảng chừng mấy chục thước vậy đó. Thì người đứng xếp hàng đi ngang cái đoàn, ngang cái cầu dán nhỏ thôi. Nó cái cầu phải cầu miếng dán bề ngang bự bề lớn bề dày như là đi cầu quằn lên quằn xuống vậy đó, bước ngang là bye bye luôn á. Đó là hồi xưa đi như vậy. Thì những Kiệt đang kể là những cái nhà mà ở hàng xóm ở chỗ chiếc tàu đậu đều khoái giàu hết. Bây giờ một chén cơm mà bào ngư đi nữa, thời nay mình nói là 100 đô, thời đó hả, một chén cơm trắng với và miếng nước tương thôi bán 100 đô người ta cũng mua nữa, là tự gì quá đông không ai mà lo nổi hết. Người ta đi xuống là 500-700 người, đâu có hàng xá quán bánh gì ngay cái đó đâu. Tại khúc đó đó là cái khúc ruộng, tại chiếc tàu phải đậu ngay khúc vắng vậy, chứ đâu phải tàu đậu ngay thành phố, mà cũng người ta đâu phải được ở khách sạn, phải ở ngay chiếc tàu để bước qua cầu thôi. Mà trong vòng mấy ngày đó đó, ý kiến nói là khoảng 7 ngày đó, 7 ngày tới 1 tuần đó, này kể lại cho thế hệ này để cho những ai mà còn nhớ kỷ niệm mới nhớ lại là có. Thì tàu của Kiệt đi như vậy, thì Kiệt nhớ mà tội cho những người ở xóm Kiệt nghèo quá. Đến lúc mà người ta đồn thôi, một người mà đồn ra cái gì người ta tin. Ủa coi chừng á, nó đi cầu là đâu được nhà vệ sinh gì đâu, ra cái đất nẻ nè là đi xuống đó, đâu có giấy vệ sinh như thời nay, là mấy cái lá ổi không á. Mỗi một lần mà mấy người hoa mà đi á, mấy người đó có gình đi chỗ nào, cái hồi chiều tối không có ai, cái môi lên coi có lọt hột sòn hay vàng ở dưới không nữa, tội lắm. Cứ là môi phân đi tìm vàng với tìm một sòn á, ngoài ruộng á, tại vì sống mà chờ xuống cái ngày đi thôi mà. Thì Kiệt nhớ là một cái chiếc tàu đậu một bên nha, viết một chiếc tàu ở bên, cái này là bờ, bước ngang cái đòn gầy vậy nè, là bước ngang đây, ngang ngón tay là miếng dán, là đi là đi. Mà cứ xuống tàu mà đâu phải xuống một ngày là xong, xuống cả 2-3 ngày mới đầy tàu, tại vì phải trả tiền tại chỗ miệng liền mà. Đó, thảy vô đây 4 cây đó, có nhiều tiền đó. Là rồi trên khi mà người ta vừa bước xuống tàu á, ok em tên gì, Trần Văn, thường thường tên người Hoa là mấy vị biết rồi đó, nó khác hơn tên người Việt chốt, Lý Khắc Cường hay là Tập Chẩn Bình, và đại khái là tên của họ là vậy, chứ không phải là Nguyễn Văn, không có chữ Nguyễn Văn trong đó nghe. Mà giàu cho có Nguyễn Văn đi nữa cũng phải đổi lại thành là Trần A Hán hay là Trần A Có rồi đó thì mới được qua nghe, ai dạ anh muội gì đó đó. Thì thời những người mang họ Hoa mới được đi, họ Việt không mới được đi. Nhưng mà có một số người đổi giả bộ, đổi tên đổi họ để được đi, nó có rồi đi bán chính thức. Thì đang kể cái khúc mà người ta ở đó, cái nhà chòi cũng thành khách sạn 10 sao nữa. Rồi ăn cái gì ha, cái gì người ta cũng trả tiền á, tức nghĩa là đồng tiền người ta đem quá nhiều mà người ta không có thể nào người ta xài hết trong 7 ngày. Cái vật dụng gì á là cứ bán thoải mái, bán gấp mấy chục lần người ta cũng mua. Mà đến lúc mà bước qua khỏi cái đoàn dán á, mà bước xuống tàu á, là người ta cầm tiền người ta thảy lên gì nè. Nhất là lúc mà tàu rời khỏi bến mà bò kéo dây ra đó, là tiền nó dục đầy sông luôn, dục tung té hết đó, tiền thời đó đó. Lúc mà 75 vô á, là ví dụ mình có 1 tỷ,
nhưng mà mỗi đầu người chỉ đổi được có 300 đô thì là 1 tỷ dục rác, là ba mà đã tính đầu người 300 đô rồi nhưng mà họ giấu vàng giấu sòn, cho nên sau này họ vẫn có tiền, đến năm 77-78 mà họ cũng vẫn bung ra họ xài. Thì khi tàu bắt đầu thấy cái cảnh nó khủng khiếp luôn, tiền bất cứ ai có cái gì cứ dục lại cho những người còn lại, họ cũng có cái tâm thương người, họ biết người ta nghèo á, họ dục lại hết, họ cho lại hết. Những ai mà giúp đỡ họ trong vòng 7-8 ngày đó đó là có thể là sống mấy năm được á. Thì nhà Kiệt làm chiếc tàu đó chở được 700 người, gần 700 người rời khỏi nước Việt. Và là bán chính thức tại nhà, đóng tàu làm gỗ mà thợ mộc mà. Thì cái chiếc tàu là một trong những chiếc lớn nhất của tất cả những cái chiếc mà thời đó. Khi đi qua thì Kiệt có ông anh tên là Thái Thành Lập, Kiệt gọi là Hilip. Ông chết hồi khoảng năm 2002-2003. Do đặt football quá thì sợ chết trong khách sạn, Kiệt phải mang xác ông về chôn thời đó đó. Hiện về chôn ở ốc hiu nè, ở đường Thu Ly á. Thì ổng đi theo, mà ổng đâu phải tài công đâu trời. Ổng chỉ là người phụ tàu thôi, tại vì trong gia đình thì gửi ổng đi theo. Mà ổng là người Hoa Lai Việt nữa, thì ổng họ Thái nữa, gọi là Thái Thành Lập. À, thì ông này ổng ở Ngân Dừa, thì ổng lên tàu. Đến lúc mà ông tài công mà quờ quạng, không có ra ngoài đó là ai cũng nói mình tài, nhưng mà tài hay không ra ngoài đó mới biết. Thì cái ông nội này không có, chưa từng lái tàu mà cũng chưa từng phải là lính hải quân gì hết. Lúc đó là làm gọi là captain giả chiến, nghĩa là thuyền trưởng bất đắc dĩ. Thì ông nhảy lên, ông nắm tay lái, ông lái. Thì để mà cứu 700-800 người. Lúc đó đó, đi một đoàn tàu, nhưng mà đến khi ra khơi á, thì có tàu hải quân của Việt Nam mình đó nha, đưa ra, mà ra tới hải phận khỏi Phú Quốc, khỏi hòn Nam Du, Thổ Chu gì đó. Khỏi Thổ Chu á, là mấy chiếc tàu của hải quân Việt Nam mới chở vô. Thì lúc đó là tự đi nha, bye bye nha, mày sống chết kệ mày á. Lúc trong hải phận Việt Nam thì không có chìm, mà ra ngoài đó rồi á, tự biên, tự diễn là mấy ổng là chạy lạc hết. Tại lúc đi có hải quân Việt Nam đi dẫn đường thì còn nói đuôi nhau, nhưng mà ra tới hải phận rồi là đâu là lạc. Thì có chiếc đi lạc, bị chìm, bị cướp, nhưng mà đông quá thì cướp cũng đâu có dám cướp. Thì Kiệt đang nói về chiếc của nhà Kiệt làm ra, ba Kiệt đóng ra. Có ông anh cô cầu là ông Thái Thành Lập đi trên đó, thì Kiệt kể cái đó. Thì cũng gặp cướp, mà nó thấy 600-700 người như là kiến, nó đâu dám cướp. Nội mày xuống thôi, tao đè mày thôi, lấy thịt tao đè người mày cũng chết nữa. Cho nên mấy thằng cướp nó không dám cướp. Nó chỉ đưa bao với đưa thúng với đưa ấy để mà mình thảy vàng vô cho nó, rồi nó cho rằng là nó đi thôi. Mà chiếc tàu quá lớn, nó kéo không nổi nữa. Đến khi mà gặp hải quân của Thái á, nó bắt đầu 3-4 chiếc, nó kéo cái chiếc này ra. Nó kéo ra mấy tiếng, rồi cái nó thả. Rồi cái nó chỉ đi về hướng Mã Lai. Để mà đi. Thì mà tàu thì đông quá, mà mỗi một ngày có người chết. Tại người ta chịu đâu có nổi. Ở trên kia mấy chú thòn của mình, mấy người Hoa đó, giống như là công tử bột vậy đó, ăn sung mặc sướng, rồi sức khỏe thì đại khái mình cũng hiểu rồi. Mà thời xưa mấy không phải giống ngày nay. Thì xuống tàu cực khổ như vậy, người ta đâu có chịu nổi. Dân dưới quê, dân dưới tỉnh rồi người ta còn chịu nổi. Thì nhất là mấy cô nữa, mấy cô sẩm. Chết, có chết. Cho nên ông anh mình Thái Thành Lập, ông cầm chiếc tàu, ông cứ nhắm chạy vô. Thì ông chạy, nhưng mà lúc đó ông lủi vô, hết gặp Thái, qua gặp Mã Lai. Tại nó gần ngay khúc đó. Thì ông chạy vô, ông đâm đại vô làm sao á, rồi vô Mã Lai. Thì chiếc đó vô Mã Lai thời đó. 600-700 người. Thì những người đó tới ngày hôm nay, nếu mà nghe Kiệt nói á, họ sẽ hiểu. Một số ở định cư ở Los Angeles, San Francisco, ở New York, ở Houston đó. Thì chiếc đó
ba việc làm thì rất có lương tâm. Tự vì ông lấy chiếc ghe chài, thì Việt Nam mà ghe chài khổng lồ, chiếc lớn nhất luôn. Và ông đóng thêm một cái lớp bè ở ngoài nữa, tức là hai vỏ lớp. Rồi mái ông để ba mái luôn, để ba đặt ba mái. Đó. Mà hồi xưa nhớ mỗi một lần tối Kiệt thấy mấy người mà ở chợ lớn á đem vàng xuống giấu ở trong tàu, giấu trong mấy cái hộp mái, giấu này giấu kia tùm lum á. Thì tại vì chiếc tàu làm cả năm trời mới xong, mà đâu phải là một hai tháng xong đâu. Thì Kiệt thấy họ giấu nhiều ở trong tàu lắm, những người mà gọi là chủ chốt á. Đó là nói về năm 77-78. Cái phong trào thời đó, đó đi quá nhiều, chết quá nhiều, 10 chết 7 còn 3 đó, là cũng phải nói nha. Cái này cũng phải áp dụng theo mấy câu sấm của Đức Thầy nói đó nghe. Tức là đi 10 chiếc mà chết hết 7 chiếc rồi còn có 3 chiếc. Mà mỗi chiếc là mấy trăm người không á, không có chiếc nào mà dưới 100 người, từ 300 người, 200 người. Cái tải của nó quá nặng, ra ngoài đó, đó nó lắc mấy cái là đi đứt rồi, chìm. Chiếc nào cũng kè hai cái bè che bên này nè, mà kè đâu có nổi. Đến khi vô chài tị nạn quá đông, có phong trào năm 77-78 đi bán chính thức, thì Liên Hiệp Quốc Thế Giới á mới đây, tụi mày đâu mà đông quá, tao lo không có nổi, bị kêu ghiêu. Tại sao để dân mà bỏ trốn quá nhiều vậy? Thì từ đó chính phủ mới ngưng, không cho đi bán chính thức nữa. Tại vì Kiệt tính á, tham thành thâm, ba Kiệt á, là tham thành thâm. Chiếc đó để cho Kiệt đi luôn là khỏe rồi, không. Ông nói là con để mà chiếc sau, ba làm chiếc sau chắc ăn hơn. Rồi cả gia đình mình đi chung chiếc sau. Ông nghĩ là vậy, tại vì hốt một chiếc á, là mấy trăm cây vàng là khoái rồi, làm thêm nữa. Cho nên ông già mình á, tham thành thâm á. Sau cái đó là Liên Hiệp Quốc không cho làm nữa. Chết không, Liên Hiệp Quốc cấm, không có cho Việt Nam sức cản người nữa nghe. Thì lúc đó chạy tị nạn đầy á, từ Thái Lan xong qua Bolobidong, chạy Nam Dương, chạy Cucu, chạy Palawan, Philippines, chạy Hồng Kông, phu hết đầy á. Thời đó ở Sài Gòn, Vũng Tàu hay miền Trung á, đi về hướng Hồng Kông, Philippines, còn miền Tây á, sẽ đi xuống chạy tị nạn Song La là của Thái Lan, Lâm Xỉn, Bolobidong, chạy Cucu, chạy Nam Dương của Indo. Sau năm 1978, cùng lúc chiến tranh Việt Nam nổ ra với Campuchia, thì thời đó 16 tuổi á, là 16 tuổi á, là bị bắt lính rồi đó. Kiệt quên kể cái khúc sau 75, nhà Kiệt nghèo thì mua một miếng ruộng ở Mỹ Lâm á, thì Kiệt có làm ruộng ở đó khoảng mấy năm trời, làm hai năm mấy năm, cho đến lúc mà có làm tàu này á, Kiệt mới không còn làm ruộng, không có khổ nữa. Còn trước sau thì 75 á, là Kiệt tối ngày á, không chỉ có quần xà lõn thôi nha, ở trần là lăn lóc của ngoài đồng đen như là miên. Người miên á còn trắng hơn Kiệt á. Tối ngủ ở giữa cái chòi của mình nè, mà ban đêm á nghe đủ thứ tiếng hết, tiếng này tiếng kia, riết rồi nghe không sợ, mà ngủ con mình á, đâu có ai đâu, nhà Kiệt không có đàn ông. Có Kiệt thời đó là mười mấy tuổi, là lo đủ thứ, lo gia đình, lo những chuyện gọi là chuyện của đàn ông trong nhà đó. Thì cách chỗ cái chòi của Kiệt ở trên Mỹ Lâm á, chỗ bà Hai Mấy Cài á, khu đó đó có bụi tre mà nó ma cực kỳ. Sau này mới biết là mấy chú bộ đội mình đánh giặc nhau chết, chôn tập thể ở đó một đống mấy chục người, mà trong khi mình bước ra có ba bước là ngay cái mộ đó luôn vậy đó. Sống chung với ma từ nhỏ huy quang này, tối bị đè hoài vậy đó, tối thấy con bóng đen đè mình như nè, mà trời xanh voi xanh cỏ khổ, nhưng mà không biết sợ. Hỏi mỗi lần mà bị đè cái là niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, mà không biết ai dạy mình nghe. Ở trên nó nói con cứ niệm Phật. Cho nên sau này Kiệt đi vượt biên bị Thái Lan cướp, tàu sắp chìm cũng niệm Phật.
cái gì cũng niệm Phật hết, mà biết niệm Phật từ hồi lúc biết nói á, từ lúc biết nói là biết niệm Phật. Cho nên ngủ chung với ma cứ niệm Phật là khỏe, mấy ông ma nó cũng nể mình, nó cũng lấy mệnh đắp giùm cho mình á. Thì cái thời làm ruộng năm 75 tới qua năm 77-78 thì làm tàu đi bán chính thức. Thì chuyện đang kể tới Liên Hiệp Quốc không cho mình đi nữa, đi cái kiểu đó nữa. Thì chiến tranh miên Việt, 16 tuổi là bắt đi lính. Mỗi một ngày ở cái đường Mỹ Lâm á, nhớ thời kia làm ruộng á, từ cái ruộng đó mỗi sáng đi chợ là lội khoảng 3-4 cây số để đi mua đồ, đi bộ vô, đi chân không không à. Mấy chiếc xe RMC, mấy chiếc xe mà của Việt Nam á, chở xác người, chở là mười mấy chiếc phủ đầy nè. Tức là lính bộ đội mình qua miên á là một đi là không có đường về, về là nằm lên xe là phủ kín vậy đó. Cho nên nhà thấy khiếp quá, chết nhiều quá, đánh cái miên nó lì làm sao không biết, hay là mình anh hùng mình không có chịu núp hay chịu né gì, đưa ngực cho nó nẻ không biết. Mà thời đó chết. Cho nên Kiệt 65 thì lúc đó cũng 13-14 tuổi, nhà sợ đi lính bộ đội chết, cho nên hay là ở trên khiến sao không biết. Rồi cùng lúc á, là không có đi chương trình bán chính thức nữa, bây giờ phải đi chui. Không, đi chui. Chui thì cái chuyến đi đầu tiên thì nhớ năm khoảng năm 78 cũng cái thời điểm đó. Thì có ông anh tên là Trần Hấn Kim, bây giờ ông mà ở South Australia đó. Đi chung với ổng. Kiệt với chị Kiệt là bà Ngô Thị Thu Vân, là bây giờ là thành là sư cô Ni Nhu á, ở chùa Tịnh Xá Ngọc Tâm đó. À, đi theo ổng. Với bà chị là kêu là số là vợ của ổng, với đứa con gái tên là bé Khuyên á, bây giờ nó cũng ở bên Úc, ở miền Nam Úc á, sao quay gì đó. Thì đi vượt biên. Thì Kiệt nhớ lại tối đó Kiệt phải về cải trang bơi mũi. Thì ổng bê ở phía sau, ổng cũng đội nón lá lụp sụp rồi ca ngâm nghiêu vậy đó, rồi đưa mấy người Sài Gòn đi xuống lên chiếc xuồng. Chiếc tàu nhỏ đó đậu cũng khúc ở Tắc Gán vắng, đưa lên tàu, đưa cả đêm vậy đó. Cứ là bước xuống xuồng là đưa lên tàu nhỏ, tàu nhỏ nó tàu lớn chứ thật sự cũng nhỏ xíu, đi mấy chục người à. Rồi cái canh gần sáng, cả đêm đưa người đi xuống tàu, gần sáng là để cho ở Gạch Giá đó, gần cái bệnh viện Gạch Giá nó có rồi, cầu đúc nó thấp lắm mà phải chờ nước ròng á thì mấy chiếc tàu nó chui qua. Thì gần sáng mà ngay chỗ cầu đúc á, nó có bò cái đồn biên phòng. Thì nhớ khoảng sáng sáng khoảng 4-5 giờ sáng á, tàu bắt đầu nhẹ nhàng đi qua cầu kia, đi qua thì nghe đâu cái nghe có tiếng người kêu ngừng lại. Tức là mấy ông biên phòng bữa đó không biết sao ông chịu ngủ, ông thức sớm, chắc bị uống cà phê nhiều hay là bị vợ chửi gì không biết. Thức sớm chứ bình thường là đi tuốt lút thôi, ra khỏi cầu đúc là đi qua tới Phú Quốc là đi luôn á. Không ngừng, tàu không ngừng. Bắt đầu sau đó nghe súng AK bắn rầm rầm lên trời, bắn ba bốn cái cũng không ngừng. Rồi sau đó nghe tiếng AK bắn vô tàu á, bóp bóp bóp, mà mình nằm trong tàu á, mình nghe mình thấy khiếp luôn á, nó mà lủng váng là trúng da rồi. Cũng may là dán nó chặn lại được đạn phải không, cũng không ngừng nhấn ga lên giọt. Không biết ông này công nào cũng chì á, gan á, hay là ông nghĩ là ông mà bị bắt là cái là ông xong. Thì sau đó đó cũng khoảng 15-20 phút vậy, thấy có cảm giác thôi chứ mình nằm ở dưới bon tàu đông người tối thui mình đâu có biết là ở trên sao. Chiếc tàu nó cầu loạn vậy nè, cái nó ủi vô trong bờ, dính trong đó, kẹt trong đó. Thì mới biết là ông tài công á, ổng cột tay lái rồi ổng nhảy xuống. Thì lúc đó kia tức là ông anh mình nó đi vượt biên với ổng á, nhưng ổng dẫn đầu đi vậy đó, ổng nhảy ổng trốn ổng chạy luôn hay vậy nè Phật. Lúc đó kéo đầu công an dẫn chiếc tàu vô làm việc,
bắt xét hết, từ con nít tới người lớn, dân Sài Gòn, dân nhiều tiền đó, giả bộ quẹt mặt, quẹt phấn đồ, mặc áo đen đồ giống như nông dân đồ, nhưng mà da trắng tươi đâu có giống nông dân đâu. Vàng bạc đồ thì bỏ vô đồng anh tét, rồi bỏ vô đôi dép, hồi xưa mấy đôi dép gọi là dép gì ta, dép Thái hả? Dép Lào hay dép là gì không biết. Vì vậy vậy nè, mà mềm mềm bỏ vàng rồi vô. Rồi mấy ông công an mình cái gì không giỏi, mà đi lục tìm đồ vàng đồ rất là giỏi. Dép ổng cắt hết, lòi vàng ra hết. Bánh tét hả, cắt hết luôn. Phụ nữ thì xét phụ nữ 100%, sạch sẽ hết, vũ hết. Lận trong áo cái gì, không có cái gì mà mấy ông không xét. Ông rất là thông minh, cực kỳ giỏi. Bà chị mình là coi như là hôm qua, tại vì bà cứ nghĩ là bà bỏ vô cái đòn bánh tét là xong. Tại trước khi đi vượt biên á, má chị cũng đưa 4-5 cây cho bà đi theo để mà đi qua trại tị nạn, để mà có gì để sống. Thì bà đến lúc mà bà nhét tùm lum á, còn dư lại có hai nhẫn, mỗi nhẫn thì nhớ khoảng mấy chỉ, 4-5 chỉ gì đó. Bà không có chỗ nhét, bà thảy qua cho mình cầm, trong lúc bị bắt rồi á, bà đưa cho mình. Rồi mình làm sao mình biết gì mình giấu. Tự nhiên cái thông minh đột xuất. Cái lúc đó mấy người mà đứng coi mình bị đi vượt biên bị bắt á, giống như là coi khỉ vậy đó. Tôi thèm cà phê sữa quá. Mà thật sự mình đâu có biết uống cà phê thời đó đâu. Cũng đi mua một bịch cà phê cho mình. Cảm ơn. Xong cái chuyện mới nghĩ là cái chiêu bỏ hai chiếc nhẫn vô bịch cà phê. Cứ mở mà nó mà xét á, không phải xét một lần, xét cũng 4-5 lần, cái chục lần luôn. Hỏi ông nào xét là ông đó lấy, cho nên nó xét hoài vậy, cứ quần tới quần lui, hết cởi đồ, mặc đồ, cởi đồ, mặc đồ, cởi đồ, mặc đồ, mà làm từ sáng tới chiều. Mà mỗi lần mà tới phiên kiệt là bỏ hai chiếc nhẫn vô bịch cà phê nó đục ngầu à, thảy cái bịch xuống đất, mấy ông tưởng là bịch cà phê. Ok, rồi cởi đồ, xét xét hết. Xong. Qua tới chút nữa mà chồng kia mình cũng có chiêu làm tới làm lui làm hoài làm mấy chục lần. Đến lúc mà chiều tối thì mấy ông mới thảy lên chiếc xe chở vô trại tù, gọi là trại giam ở Tài Niên á. Đó, chở vô đó, nhốt trong đó. Gái thì nhốt bên, trai nhốt bên. Thì lúc đó bà chị mình với bà chị dâu á thì nhốt bên đây, còn ông anh mình á, ông anh bạn dì ruột á là ông Trần Hấn Kim á, là ổng nhảy rồi, ổng nhảy xuống tàu ổng trốn được. Còn này phụ nữ với nít là bị túm. Này kể lại cũng vui. Túm giờ đó thì nhớ mà. Chỉ nhớ việc ngộ ha, khác người thường nha, từ 4-5 tuổi, 2-3 tuổi là nhớ tới ngày hôm nay luôn á, chuyện gì xảy ra. Bây giờ mấy đứa học high school bạn thân á, ra đường là Kiệt là nhìn tụi nó không á, tụi nó đâu có nhìn Kiệt ra đâu. Vậy là hồi xưa đẹp trai còn giờ xấu, nhìn không ra đúng vậy. Xong vô tù. Vô tù á, lần đầu tiên trong đời, 13 tuổi, 13 tuổi mấy, gần 14 tuổi biết ở tù. Thì trong tù thì đâu phải người lớn không đâu, cũng có con nít, khoảng chừng 20 đứa con nít, cũng đi vượt biên. Ở chỗ này chỗ kia ta bắt người ta gom lại. Thì không biết mà mấy ông cán bộ mình á, mấy ông bộ đội á, mấy ông công an á, mắt nó cũng sáng lắm. Ủa sao nhìn này như sao đó. Cái giao cho kìa cái chức coi hết đám nít trong tù. Là có nhiệm vụ mỗi sáng phải dẫn hết đám đứa nít đi từ trại này qua trại kia lụm rác, vệ sinh. Thì vậy thôi, thì cũng chỉ ngón tay, chỉ ngón. Chị ơi, mày bữa nay làm vệ sinh chỗ này rồi đi lãnh cơm. Trong đó nấu cơm tập thể lãnh cơm, cho nên cơm á, thấy chỗ mấy bác nào mà ăn nhiều á, là mình thương á, mình đem cơm lại cho bác đó. Thêm chứ gần chế độ người ta phát nhẹ vậy thôi. Nhưng mà Kiệt biết mấy bác nào ăn nhiều, Kiệt xin thêm, giấu thêm, nhét cho mấy ổng. Cho nên được thương nhiều lắm, đi đâu cũng có người thương hết, từ nhỏ tới lớn. Thì trong tù sống vậy. Những ngày đầu thì nhớ nhà, rồi sau đó thì thấy tù ở cũng vui nha, con đám đứa nít này đâu nhớ nữa. Rồi tối lại thì cái ngồi tập trung ở trong đó, để cái đèn dầu gì đó, chứ không phải được đèn băng sông cũng đỡ.
cái mấy bác nấu có nạp có chè hay nước trà vậy đó, mấy bác ngồi kể chuyện anh hùng của mấy ổng cho mình nghe. Rồi đồ ăn á, thì ở nhà làm đồ ăn cho mình, có cái lon gọi là lon caro cao cỡ bự lớn, có cái nắp như bằng nhôm, cái làm thì mắm ruốc xào xả đó bỏ vô, bỏ đầy hộp vậy đó, mỗi ngày ăn móc ra muỗng thì em tù sống vậy đó. Sống được ngày này qua ngày kia, trong lúc ở tù á, có ông kia chắc ổng sắp bị tử hình hay vậy, cho nên nhất chính cái bù ổng trốn chạy, mà ổng trốn được á, tới giờ người ta không bắt ổng. Mà lúc đó thì nhớ là báo động có gì tù vượt ngục, trời ơi, ngày nào á mà hãy nghe mà tiếng còi mà hú thôi là có chuyện lớn, mà nghe cũng liền liền luôn á. Còn đi tắm á làm giống như lùa dịch vậy đó, mà y như là tắm biển Phú Quốc hay là biển ở Vũng Tàu giống y chang, là tự vì cả đóng nít người lớn đàn ông đàn bà rồi á, cũng đâu suốt tắm, mà tắm cái sông Tài Niên mà nước nó đục mà nó dơ nữa, người nào mà đi sao là tắm nước đục thôi, người nào mà biết lội đứng xa xa thì nước nó trong chút, mà mấy đàn bà gái dân Sài Gòn ở đâu biết lội đứng trong toàn là tắm nước bùn không, còn mình cũng biết lội chút chút, cho nên mình tắm khúc giữa thì nước nó cũng sạch. Thì trại tù Tài Niên là vậy. Mà khác hơn có một cái là ở Phú Quốc hay là ở Vũng Tàu á, thì có mấy anh mặc áo cam đồ lo vấn đề an toàn, gọi là cứu cấp, cứu nạn. Còn đây á là mấy anh cầm súng AK để như vậy nè, mỗi góc góc vậy, có ông vậy đó canh một đám người giống đi tắm biển, y như tắm biển chứ không có giống như là tù nha. Vui lắm, thì cảm thấy ở tù là vui lắm. Tù đó đó nha, là xuống với nước lội chập chủng đồ lên đã cái lên thì ở đó đó mấy người cũng đứng ngó coi mình, ai đi qua đi lại cũng ngó, nhưng mà ta không có cười, người ta cũng biết cái nỗi khổ của người tù. Thì có cái ông kia ông vượt ngục, trời ơi, nó quằn quá trời, nó quằn từ cái lô này qua lô kia. Như đạo Phật, mỗi cái clip này thì làm đúng một tiếng là coi như một tập một, cái này là clip một tập một của kể chuyện. Thì mỗi ngày Kiệt lên thì kể một tiếng vậy đó, để mà hết cái tiểu sử. Nó có nhiều khúc hay lắm, khúc đầu thì nó hơi đời một chút, đời nghe hơi chán phải không? Bộ đội nè, hơi năm nghe nó quýnh nhau. Còn khúc sau á thì những người linh căn, những người mà hiểu về tâm linh á nghe mới ly kỳ. Kiệt là một người sống hai bên, bên này và bên kia, bên dưới và bên trên, nhưng mà bình thường nghe đừng có nói việc tỉnh nghe bà con. Cái này là tại thời nay á, để mà cho tất cả nhân loại, tất cả các bác, các chú, các đảng, các đại ca bển hiểu mình làm gì, làm mình có kéo tay mạnh cỡ nào cũng không qua nổi ông bự ở trên hết á, cũng thua. Cái này vừa đúng một tiếng thì xin tạm dừng ở đây, gọi là chuyện kể tập 1, phần 1. Nó còn nhiều chi tiết lắm, nhưng mà Kiệt đang ngồi phỏng phỏng, nhớ tới khúc nào thì kể khúc đó. Thì hôm nay cắt đến cái đoạn ở tù, 13 tuổi rưỡi biết ở tù, tù Tài Niên, vậy đó. Cái đầu mà khi nào Kiệt rảnh lên Kiệt thâu kể tiếp. Ở dưới Đạo Phật, xin chào, tạm biệt.